Chào mọi người, hôm nay đầu xịt của thương hiệu Sasuke ha, ở Minh Châu xả kho cho anh chị em mình, ai có nhu cầu thì ủng hộ này, sử dụng những cái dòng mà đầu xịt từ T30 và T26 nha. T26 thì anh chị em mình sử dụng ở dòng Sasuke là hành trình dài nha, hàng được kiểm định của Việt Nam cho nên là yên tâm sử dụng, của thương hiệu Sasuke là hàng công nghệ của Nhật ha, được kiểm định của Việt Nam mình và nhập khẩu về thì dòng này thì được xuất xứ đi rất là nhiều nước luôn, của thương hiệu Sasuke ha. Riêng về cái đầu xịt của Sasuke thì được trang bị chúng ta là T inox cho nên mình có thể phun xịt các cái phân này, thuốc bảo vệ thực vật này, hay là mình xịt rửa xe cồ trong nhà. Những anh chị em mà sử dụng một cái đầu xịt để mình rửa xe kiếm tiền, có nghĩa là những anh em mà làm các cái tiệm rửa xe đó mọi người, mình sử dụng một cái đầu T30 này thì áp lực cực kỳ khủng luôn ha. Nhưng mà motor cần phải lớn nha, bởi vì cái thương hiệu Sasuke là nó thiết kế cái ti hành trình nó dài cho nên là áp lực nó rất là mạnh, mình cần một cái động cơ phải lớn. Thí dụ như con T26 thì ít nhất là động cơ phải tầm 2,2 kg thì nó mới khỏe nha mọi người. Còn những con mà T30 này thì động cơ phải lớn, thì động cơ phải tầm 3 kg trở lên thì mới có thể bơm một cái T30 ha. Như thế này, hành trình dài ha, phốt lớn cực kỳ ở một cái dòng Sasuke thì mọi người biết là được xuất xứ đi rất là nhiều nước luôn, và anh em ở Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều. Thời gian vừa rồi là 1,6 triệu, 1,7 triệu một cái. Hôm nay là chương trình ở Minh Châu nó cuối năm rồi mọi người ạ, nó còn một ít là xả kho xả rẻ cho anh chị em luôn. Những anh chị em nào ở nhà mình đang có sẵn một cái bộ đầu xịt ha, có motor rồi sẵn luôn, nhưng mà máy thì nó xài lâu rồi, phốt nó lỏng ha, nó yếu, thì mình có thể mua thêm một cái như thế này để sơ cua. Giá hôm nay là sale rẻ cực kỳ luôn, rẻ hơn cả 50% luôn mọi người, quá trời rẻ luôn ha. Để cho anh chị em mình sở hữu một đầu như thế này về mà xài thì thôi rồi luôn, quá bền luôn anh chị em ạ. Nó bảo hành đến 12 tháng ha, tí nóc cho anh em mình yên tâm mà sử dụng luôn, quá đã luôn anh chị em. Đây, dòng này thì khỏi phải bàn cãi ha. Đây, dòng T26 này, đầu tiên là T26 này mọi người ha. Các hình ảnh ở bên ngoài là có đầy đủ hết ở như thế này ha. Đây, buli này ha, buli của cái con T26 này bằng nhôm nhá. Bằng nhôm mà nhôm gang cho nên là không sợ bị vân méo ha. Anh chị em mình chỉ cần gắn vô xiết ốc lại là sử dụng luôn. Dây để cấp nước vào này anh chị em. Đó, dây cấp nước vào có lọc rác, có đầy đủ luôn cho anh chị em mình sử dụng luôn. Phiếu bảo hành này, sách hướng dẫn có này, phiếu bảo hành này ha, có đầy đủ luôn ha. Đây, được trang bị kèm theo chúng ta là một bộ phốt sơ cua nha anh chị em mình ha. Về lâu về dài anh chị em mà xài thấy nó yếu thì cứ alo cho Minh Châu bất cứ lúc nào ha. Minh Châu sẽ hướng dẫn cho anh chị em mình tháo cái phần đầu ra, thay cái phốt này vô, sau đó sử dụng thôi. Đó, trên là một cái trục áp này. Đây, dây ống hồi. Nó dòng này thì đà lắm mọi người, nó hồi ngược lại cho nên anh chị em mình không phải tốn ra một cái đường ống gì cho nó vất vả cả. Đây, cứ như vậy. Đó, khớp kết nối để ra ống hồi này ha. Đây mọi người, thấy chưa? Ống để ra ống hồi thì cái này là Minh Châu sẽ hướng dẫn cho mọi người sau lắp ráp ha. Đây, về phần ở bên trên là cái cục chỉnh áp này, nó có thể tăng chỉnh áp lực. Đó, ok chưa? Nó có thể tăng chỉnh áp lực, anh chị em mình siết đủ vừa đủ cái áp mà nhu cầu áp lực của mình sử dụng thì mình có thể khóa đây lại, không nó chạy nó rung, nó không tuột ra nữa ha. Đó, bộ phốt kèm theo này, có kèm theo một cái khóa để mình tăng phốt, khi mà cứ một vài tháng nó chạy thì nó sẽ lỏng phốt ra, mình tăng là nó sẽ chặt lại ha. Đó, còn có phốt xe cua để thay, có răng quá trời trời nè. Ô, đã chưa, quá đầy đủ luôn anh chị em ạ. Một cái lọc rác ở bên dưới này. Đây, lọc rác hai tầng nha, lọc rác hai tầng ở bên dưới luôn. Đây, anh chị em nào mà xài qua những cái này thì biết rồi. Đó, ok chưa, quá đà luôn. Ống hồi mình sử dụng đó, nó có như thế này một cái đầu này. Ở bên trên là có nắp nhớt, anh chị em mình khi về sử dụng thì anh chị em mình đổ nhớt vào bên trong ha. Đó, trong này thì có nhưng mà một ít thôi, để bảo vệ phần bên trong thôi, chứ không có nhớt để chạy nha. Anh chị em mình về là phải cho nhớt vào bên trong mình mới chạy được ha. Các thông số của máy là có sẵn ở bên trên đây luôn. Đó, các thông số của máy là có sẵn ở bên trên cái mặt thép ở đây này ha, cái mặt kẽm ở đây luôn, để cho mình tham khảo ha.
Thì ở bên trên đây nó trang bị chúng ta một cái nút nhớt này là nút hở nha mọi người. Khi mà mình chạy ha, ở bên trong nó tạo nhiệt, tạo oxy thì nó cũng có thể thoáng được từ trên này ha. Nên là anh chị em mình khi mà cho nhớt vào rồi là đừng bưng ngược vậy nhá, nó cũng sẽ rỉ ra ha, nó dơ. Ok chưa? Về phần ti thì mọi người thấy này, nó gắn một cái chụp nhựa bên ngoài rất là ok luôn, làm vừa đẹp mắt mà vừa bảo vệ cái phần cốt này không bị va đập, không bị móp méo khi mà mình gắn pulley vào ha. Ok chưa? Anh chị em mình có thể đổi được, mở cái này ra ha, mở bên này ra, phần bên này cũng có cốt y như vậy luôn. Anh chị em mở cái chụp đổi qua bên đây. Nếu motor của mọi người nó nằm về cái cục K3 nằm về bên nào thì mình có thể đổi để nó phù hợp, để mình làm cho nó gọn cái phần lắp ráp của máy, đúng không? Ok chưa? Một cái con máy như thế này. Hôm nay là chương trình cực kỳ đã luôn, chỉ có 850.000 anh chị em mình sở hữu một đầu như thế này ha. Bảo hành 12 tháng của thương hiệu Sasuke, hàng chính hãng của Sasuke nhá. Nên là mọi người yên tâm. Ok chưa? Quá đầy đủ luôn mọi người. Rồi, tiếp theo là mình sẽ khui luôn cái đầu T30 này mọi người. Đây, T30 này ha. Ok chưa? Các thông số có ở đây luôn. Trời ơi, đầu công nghệ Nhật bây giờ nó rẻ cỡ này. Ngày trước cái đầu mà T30 này á, cái đầu này thì rất là bán là rất là được anh em ưa chuồng luôn, bởi vì những anh em thờ sửa rửa xe là rất là cần luôn mọi người, bởi vì nó mạnh, xịt được ở dưới phần lóc máy rất là khỏe luôn mọi người. Đây, cái pulley nó rất là lớn nha. Cũng là một dây cấp nước vào giống y như con nhỏ thôi mọi người. Đây, ống hồi là làm rất là gọn luôn, nó hồi trực tiếp về trong ống này luôn, cho nên là rất là ok. Đây, cùng có lọc rác, cùng một bộ phốt xe cua này ha, có đầy đủ như thế này cho anh chị em mình luôn. Đây mọi người, mình tăng áp thì mình cứ vặn cái này xuống là nó tăng này, vặn chặt cái này xuống, càng xuống bao nhiêu thì áp lực nó càng mạnh bấy nhiêu nhá, để cho anh chị em mình phun xịt rửa này, ti này, dàn ti ở bên dưới này mọi người ha. Nhìn ở bên trên này cũng thấy ha, bên trên nó làm một cái meca để cho vừa tránh được bụi bẩn khi mà tiếp xúc với lại cái phần ti, nó có rơi rớt những cái vật cứng nó ảnh hưởng đến phần ti ha. Nhưng mà ti là ti 30 rất là lớn luôn, ở bên trên nó có khớp để mình qua ba cái ổ nhớt này anh em ha, ba cái ổ nhớt có răng vằn ha. Anh em xài cứ lâu lâu mình cứ siết một tí để cho nó nén cái nhớt, cái mỡ bò bên trong xuống ha. Lâu ngày khi mà hết mỡ bò bên trong này, anh em siết mà hết cờ siết không được nữa thì mình có thể tháo ra châm mỡ bò vào bên trong ha, rồi sử dụng. Đó, mà máy là SSK-30 này, bên kia là SSK-26, bên này là SSK-30 mọi người ha. Này, đúng nhớt ở bên trong. Sasuke là Minh Châu nói là đi hành trình nó dài, cho nên là động cơ cần động cơ kéo là lớn nha mọi người ha. Nhỏ thì cũng kéo được, nhưng mà áp lực, ví dụ như mọi người đang dùng một cái máy ở nhà nó có sẵn là cái động cơ nó 1,5 kg đi thì mình cũng gắn được, nhưng mà 1,5 kg thì anh chị em mình nhà áp vừa phải thôi, chứ mình mà tăng áp quá là cảm thấy mà con motor nó kéo không nổi thì mình nhả ra lại một tí ha. Còn nếu mà đủ áp lực cho cái con mà T26 này nó phải là 2,2 kg nhá, là xịt cực kỳ khỏe, cực kỳ mạnh luôn mọi người ha. Có đầy đủ đồng hồ như thế này ha, chỉ có 850.000 và dòng lớn T30 nhá, nó chỉ có 1.190.000, 1.190.000 và 850.000. Anh chị em mình sở hữu một cái như thế này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nha. Đó, bảo hành cho anh chị em 12 tháng T-Inox, cho nên là rất là yên tâm khi sử dụng luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy sưởng Minh Châu để mình sở hữu một đầu như thế này về sử dụng ha. Còn em ở xa mình có thể gọi điện thoại đặt hàng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là mọi người yên tâm khi sử dụng ha. Anh em nếu mà về sử dụng mà trong quá trình thời gian đầu có lỗi của nhà sản xuất thì được đổi mới cho anh em trong vòng 30 ngày ha, cho nên yên tâm ha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.